Bây giờ bữa nay thì thầy nghe nói cái bàn tay là một như là cái lô tay, để bạn thấy rõ đó là những cái mà đồng ứng á. Thì cái lỗ tai thì nó có một cái vị trí chúng ta không cần làm nhiều. Thì chúng ta thì chỉ cái vấn đề là cái huyệt ngang đây nè, ngang cái số 0 này nè, coi trong hình á. Thì nó có vị trí mà tương ứng với lại cái đầu gối. Thì các bạn mở sắc xanh màu xanh ra. Còn đây sắc trong giáo trình có đó. Sắc màu xanh đó, nó sẽ đây nè. Ở trong đó có đủ thứ đó. Mở ở chỗ lỗ tai á, hoặc là trong sách giáo trình cũng có nè. Thường ở trên cái lỗ tai nói không có nhiều, nó có mấy vị trí mình làm thôi, mà cái đầu gối lại làm đi, ngay là cái lưng ở đây. Thì thường cái lỗ tai mà đi chữa thì thường dùng nghệ cứu, nghệ cứu chữa là tiện nhất, tại mình rờ hít một cái nóng quá trời đó tác dụng ngay. Chứ mình dùng mấy cái loại cây giò của mình tại lỗ tai nó cứ kiểu như vậy là khó dùng lắm, cái lăng cũng khó dùng lắm, mà hay nhất là nghệ cứu. Cùng lắm thứ gì nó có một cái quay giò mà thầy dùng để giò lỗ tai, nó có ba cái chia đó. Thì mình đỡ đây, mình ấn mình coi cho nó đau, mình ấn vô cũng được. Nhưng mà nếu có nghĩa cứu lại chứ, thì để thấy rằng cái chỗ mà bị cái lỗ tai nó có những cái vô lõm, nó khó lắm, bị nó quát quéo nè, đâm này khó hơn cái mặt. Cho nên cái người Tây họ chế, họ nghiên cứu ra cái dĩ châm thì cũng nổi tiếng lắm. Nhưng mà khi mà diễn chẩn mình ra đời rồi đó, mình ưu thế mình lấn át luôn. Bây giờ người Tây ưa diễn chẩn cái mặt mình hơn là lỗ tai. Lỗ tai thật sự chỉ châm á, cũng cứu nó cái kim cắn nó còn đỡ. Cái biểu lăng sao lăng được, mình có nhiều cái bất tiện. Còn cái mặt mình châm cũng được, mà lăng cũng được, mà ấn cũng được, mà nghe cứu cũng được, nhăn cao sao mát cũng được, nhiều trò lắm. Cho nên cái lỗ tai mình nghiên cứu, mình tham khảo vậy thôi. Ví dụ lỡ mà đau đầu gối, đau quá trời đó cũng được á, thì mình có cái chỗ này. Thì cái chỗ lỗ tai thì cái vị trí ngang như con này, bạn coi lại nó mình nha. Cho đây nè, chúng ta bấm đây nè, chúng ta chú chị có người nào được lên mà lỗ tai, người nào mà lỗ tai to to thấy rõ mà không phải gái. Bây giờ dùng quay quay xuống dưới từ cái chỗ này nè, thằng này cái chỗ lõm lõm này nè, chỗ lõm lõm này nè, chỗ lõm này là lấy là gặp cao gái nè, chuẩn á, kéo ngang lên xéo về phía dưới chút xíu à. Nè chỗ lõm này không nó xéo rồi, đi chút xíu đi tìm tìm nè, tìm nó xéo đi chút xíu đi tìm nè, tìm lấy tay tìm nè, đau hả à? Đây nè, chỗ này đau, đeo đau luôn hả? Đây nè, thì có thể em ấn chút xíu giữ chặt đây 30 giây, còn không là mơ thiếu, còn những miếng như nè, có nào rửa thì mới thấy bớt hay không hả à? Nó bớt cao 40 gram anh, chứ coi bên này nhiều, bên này có bên nào đã ăn nó chưa, bỏ cao hơn hai đau mà đủ ấy, bên nào một bên. Bây giờ này có đau nha, nếu đau nhiều anh lấy bên đau nhiều không, sợ bên kia thua không đau bằng á, không đau bằng lựa cái bên đau nhiều hơn á, chứ đừng nè. Cái này chúng ta cũng có thể hơn đấy nha, không đây đau nhiều hơn nè, ví dụ để dành chút xíu nè, nếu nhúng khó quá thì mình để chút xíu chừng khoảng 30 giây thì nó tới chịu nổi được nè. Còn chị nói không? Rồi, làm đi. Bấm. Em đi để bấm. Còn chút xíu nữa không? Chúng ta bấm mấy chục trăm, còn xíu là bấm mấy chục trăm. Bấm mấy chục trăm, còn xíu là tắm gì được không? Khoảng 80%. Được các bạn. Được rồi. Em tự làm chị em. Em tự làm em cũng được. Bây giờ anh thấy chưa? Bấm một bài. Mấy em có tập trung dễ quên. Bây giờ bạn thấy rồi bạn. Dạ. Tức là thường thường nó đó thì đồ của em, thì thầy làm cái đồ hình thôi. Thầy làm cái đồ hình thôi, đồ trống sách á. Cái đầu đó cũng cũng. Thì đầu lỗ cũng cũng. Đầu lỗ thì chúng ta đâu có lỗ.
còn cái là ở trong nó có những cái nào là gan nào là gì cũng không nó có, nhưng mà nó khó làm quá. Mình chỉ là một chim này thôi, mà chim đang có dạng mà là hoa dọa lớn quá không làm được, hiểu không? Hoặc là cái cây này nè, làm nước kim chỉ này đó, nước kim chỉ á, tại vì cái đầu chút xíu à, cái đầu giống chỉ nó cứ nè, thì khi mà cái cây này cũng có cái lỗ đó thì mình lấy cái đầu nước kim chỉ mình cắn vào đấy đào nó nè, cắn đào vô mình chỉ thua thì giọt xương đó, giọt xương giống kim chỉ đó, giọt xương giống kim chỉ. Nhưng mà rồi 80% đủ rồi, làm gì nữa? Không, bây giờ thầy để làm mẫu với tôi thì cũng bạn tự làm đi, để bây tại còn nhiều lắm nhiều. Bây giờ cái bàn tay này mới nhiều nè, bàn tay anh một tay mới nhiều nè, thì cái anh người này anh hay làm thì mình làm bằng những chỉ, hoặc như ảnh làm những cái giọt trận mưa. Thì chúng ta coi thầy nói sơ, bạn coi lại trong hình đó, mười đây thì mỗi một con người, mỗi con tay một con người, thì trong con người đó bạn coi 10 ngón tay là 10 con người. Con này hơi đùng, không có nó 2 phần, nó 3 phần. Mình lấy 4 ngón này thôi là đúng như giống như con người. Phần đầu nè, đầu nó có mặt đây nha, mặt mũi luôn á. Tới chỗ ngang nếp nhăn đây là cổ họng nè. Thường thường á, lấy cái ngón giữa nó lớn, nó cao, mặt nè, hay dùng cái này. Rồi nếu được mình đi kiếm mấy ngón khác. Thì nếu mà không chữa thì đau họng đây, nhưng mà nếu đau cô gái, ủa đau ai này đau vai, đau đâu, đau hai đây nè, chỗ này nè, có những người ta đau lâu quá, đau chữa gì cũng khỏi mà lấy ngay cuốn hơ hai bên đây hả, chỗ này, chỗ dài, nó chút xíu rồi thôi à, mà mạnh ghê lắm, bởi vì cái nhỏ nào tập trung này, nó nhỏ tập trung nhiều. Cái đường này một tí. Thế thì ở đây nó sẽ có mặt, mắt, mũi, họng, cổ họng. Xuống nữa ví dụ này chúng ta có tim này, có phổi này, xuống đây cái khúc giữa này nè. Nhưng mà không biết tới đây thì nó là gì? Cái khớp thứ nhì này là gì? Cái xương này nè, xương màu trâu, xương chậu này nè, hiểu không? Xương này là gì? Xương chân, xương đầu gối, đầu gối, đầu gối ở đây. Xương tay nó là gì? Gót chân, gót chân, gót chân, gót chân này. Thì bụng này, bụng này đây, bụng này đây, xương này bụng, đầu gối đây nha, đầu gối đây. Đó chỗ này á, gót chân nằm như này, thì thầy có vẽ nó mình rồi mà chỉ coi. Bây giờ ai đau gì đó, đau cái khoảng này thì thầy làm cho coi, thì lấy cái nhất dương chỉ hoặc là nhảy cứu, có hai cái dụng cụ hay nhất là nhất dương chỉ với lại nhảy cứu. Giờ ngón nào cũng được làm ngón khác vậy thôi. Còn mắt á, như anh Quỳnh làm á, mắt mỗi này mà làm một mắt thì chưa bắt cũng được. Mỗi nếp nhăn này là một mắt thì mắt cũng được. Và chủ yếu thì xin nguyện chúng ta lấy bơi dò, chúng ta dò chỗ nào đau là mình ấn một cái lỗ, rồi lấy trở vào cái đầu nhỏ nhỏ xíu đó, dò dò xương đó, cấn một cái là muốn nhảy nhõm luôn ra ông chừng, phải không? Nhưng mà mau hết đó. Nếu người nào chịu đau thì thầy cho rằng á, chúng ta ngoài cái mặt á thì chúng ta nên khai thác bàn tay, nó tiện nghi là chỗ nào, phải không? Chúng ta nhìn nó được, cho bàn tay mình để cái mặt mình nhìn được mà. Còn sau lưng nó khó, sau lưng mình phải chữa cho người khác, chứ mình chữa mình được. Nếu mình chữa mình thì ngay nhất là cái mặt này, như là cái này. Mặt thì mình lấy gương, lấy gương mình làm. Nếu bạn nhát đau quá thì nhát coi sao làm bắt hoặc hơn ngay cứu. Nhưng mà bất đáng nghĩ có những trường hợp mình làm cái đông hết thì mình sẽ làm cái giọt xương hoặc là cái cây mà giọt mưa là để làm trong mặt hoặc làm tại chỗ hay lắm, tại xăm như này, xăm mấy chục cái xăm luôn. Bây giờ ai có đau gì thì sẽ làm cái ngón tay, bàn tay,
Ở đây là nhớ không, có thể nói rồi, đây là cái đầu. Thì cổ tay là cổ gái, cổ họng nằm đây. Nếu mình đau cổ họng mình sẽ so đây, so dầu ở đây hoặc ở ngã cuối đây nè. Cái bụng nằm chỗ này, bụng gái mình đau bụng kinh đấy, làm đây đó, chỗ này. Bấm cái đau nha, đau bụng kinh. Còn đau tiêu chảy gì đó, chỗ này nè. Chứ không phải đây, nhìn cái miếng mặt giữa này. Phải, như này, cái cằm dưới này nè. Cằm dưới bấm vô đau lắm, này, chỗ này nè. Tức là bạn ghế ngón cái này theo, cái con này không? Thì kéo đường thẳng, kéo cái này, đây gặp nó đây. Nó kẻ giữa hai ngón út và ngón áp út quá. Kéo thẳng mình đứng xuống. Đây, gần tới vùng chỏ. Lấy tay bấm thử đau nhỉ nhởm luôn. Thì dùng cho đau kinh nguyệt nè, đau bụng kinh hết. Hoặc là đau bụng do tiêu hóa rồi gì đó. Nó chữa bao nhiêu đi chữa cũng nhiều bệnh lắm nha. Rồi về tim á, là lấy ngải cứu hờ hết cái nắm tay đó này chút là tim. Giống như động mạch chủ, động mạch tim. Thì cái này hờ phải nói này hờ lấy chặt lại hai cây ngải cứu. Hờ nhiều lần mấy năm phút rồi. Rồi hờ bữa này nói cấp cứu á, bữa này nói cấp cứu tim chưa? Chưa, nói lại nha. Cấp cứu tim mà hay nhất á, tức là bị nhồi máu cơ tim, nhồi máu cơ tim nó ngập thở, nó nặng ngực lắm, nó thở được. Thì ở đây, hơi trực tiếp bên tim luôn, bên tim luôn á, cái lõi sau lưng, nó lõi sau lưng, nó lõi sau lưng, ngang này, hơi sau lưng luôn, ngang cái chỗ tim này. Gặp mặt có thì có khi ăn, khi không ăn mà hơi lại đó. Thì nè, hơi hết cái tay này, hơi hết. Thì hơ tim ngang tim mình nè, em tim chỗ lói cho nên khi đó người ta biết, là khi đó họ lói họ nói mình biết ngang cái tim của mình, tức là đối xứng coi như trước sau như một, trước sau như một. Các bạn nè, học viên chẩn nghe thầy dặn nè, học viên chẩn là mình phải chạy vào cái thông minh của mình, chạy vào cái linh động của mình, chứ không phải nó cứng giống như mình đi đường đi tóc hay không. Nó phải mềm mại, nó phải linh động. Chứ dù mình hơi này không được, mình hơi gần gần đó, mình phải nhích qua nhích lại chút xíu. Thế đâu sắc thì nó 4 cm thì là 4 cm, đó đúng 4 cm, không phải thở khí công nó khoảng đó vậy đó. Chứ đâu phải thí dụ nói đây là biết không, bị cái cơ thể người ta cũng hơi linh động chút xíu, cho nên bạn đừng có nghĩ vậy. Chúng ta làm chỗ này không được thì chúng ta đi chỗ khác, chúng ta rà coi chỗ khác có hay không. Được chưa? Mình phải lắng, chỗ nào bớt là mình tiếp tục mình làm, chỗ nào không bớt là đổi. Thế thôi, giống như mình đi lộn đường á. Mình đi mà đường lộn đường mình phải quay trở lại mình đi chỗ khác chứ. Hay, nói chung ở nhà cảm. Nhưng mà mấy bạn, nếu mấy bạn tập âm dĩ công tự động bạn thông minh lên cấp 3 lần. Mà cái độ nhà cảm tăng cấp 3 lần. Cho nên tự nhiên biết xử lý, có ai dạy mình nữa, tự nhiên biết xử lý lên. Còn không nó ù cà cà lắm. Nói lại, tại sao phải lón tay lên? Theo đồng hình thì lón tay lên nó giống trái tim. Còn nếu bạn nắm những gì trong cái đầu, trong diễn chẳng ai lắm. Tưởng là chơi, tưởng nghe nói rất là buồn cười, rất là buồn cười. Nhưng mà nó giống lắm, à, nó giống thì làm. Ví dụ đó nói chuyện cười chơi này giống cái gì? Giống cái gì? Giống cái gì? Giống cái đó mà. Vâng, cái đó. Hay quá, thôi cái này không minh dữ. Cái gì không thông minh, cái này giống minh dữ nha. Cái này không minh dữ. Cái đó là cái ấy là cái đó này. Cái Việt Nam mà hay. Thầy nói cái gì mà nói gì không nghe, chứ nói cái này là hiểu cái điều. Còn bỏ gần các giải thích rồi. Thì các bạn biết không, đau thì nhớ là đau qua đứt dạy cái này nè, cảm ứng. Thì gặp với cô con của ông chủ nhà, con dâu kìa, thì mới sanh ở đâu có 1 tháng à. Thì bây giờ cổ sẽ ở bộ phận cũng chưa rút lên nhiều. Thì bây giờ mình đâu có làm cha nó làm dưới, thì bây giờ mình nói em xếp tên ta lại, mới làm xếp giày vậy nè. Hơn ở tử cho anh dạy cô đang cô từng làm rồi. Ở đây thì cũng thấy mắm dễ chịu thôi, mình cũng thấy gì mà ấy đó. Tới chừng thôi em xếp tay vào đi, ở đây hôm đây thì cũng bắt đầu của nó cũng xem thấy nó rút lên, thấy không? Nhưng mà thấy chừng biểu cũng khép cái đùi lại đó, khép đùi làm gì,
Cái này chắc vừa là vậy. Để về em bé trong này nha. Đây, cái này cũng giống này to hơn. Cái to dữ luôn á. Coi giống như thiệt luôn á. Thì lại của nó cái đó là mạnh nhất. Khi mà khép cái đùi lại mà hơn cái đó. Mạnh rồi nó rút một cái lên liền. Với lại nó gần một phần sinh dục phải không? Hơn nó gần quá cho nên nó rút một đường nóng chạy lên đây mà nó rút tử cung lên á. Đấy, nó hay là hay cái đoạn đó. Cho nên đừng có tưởng là mình chơi chơi, không nhớ đâu. Hơi nóng chạy nó rút tử cung lên thấy rõ luôn. Mà mấy chung kia thì biết nóng nóng vậy thôi chứ không có rõ lắm. Tại vì thầy á, thầy biết được là do thầy suy nghĩ rồi thầy qua thực tế á, thầy mới đúc thành kết thành lý luận được. Tức là tất cả trải qua thực tiễn á, mà thực tế nó hay lại cho nó cho nên thầy làm rồi thầy mới biết được, làm rồi mới nói. Cho nên người nó cũng sợ thì nói chứ đúng rồi, tại vì làm rồi mới nói sao đúng được. Mình cũng làm nhiều thuộc phần học trò báo cáo về nữa, thấy cái lý luận cái nào sai mình gọi ra. Tức là mình chọn lọc, mình giữ lại cái đường cũng thôi, cái nào mà nó bấp bênh quá, nó coi không chắc à, thì đẩy qua bên bỏ gì cũng không được. Thì các bạn ý chí khi nào thì cái nào thì nói đúng là đúng. Đó. Thì những cái này đó chúng ta nộn miếng ngón tay cộng với cái đoạn này, còn ba này là đầu gối hay là đại khái những cái khu những này, thì vô đôi cuốn xanh đó thì nó còn trải rộng ra nữa, tức là xuôi bằng được. Chứ mà theo xuôi không, thì ở mặt thì bây giờ thì vẽ đồ hình là chống cái đầu luôn, hai chân lên đầu. Thì bạn tự nhiên thí nghiệm thôi, có khi đau chân chữa nẹ quá, chữa được ngực nẹ hết. Bây giờ qua đây cái hình nhiều khi bạn chưa qua đâu, nhiều quá đó, nhiều đồ hình đó. Cho nên cái này giống như bây giờ con món ăn rất ngon mà mình ăn mình nhai ba sụn ba sực, tại thời gian ngắn quá, mình phải nhai cho nát nó, mình phải nhai cho lâu lắm nó ra chất béo á, khi là bạn thấy được cái hồn của diện trận. Thì vị bác sĩ Thảo nói rằng đọc tới 200 lần, không phải đọc hết cuốn sách này lần, nhưng mà dở ra để coi cái gì cũng nói tới 200 lần. Lần đầu tiên đọc hết, có thể trong 5 lần đầu đọc hết, nhưng sau đó thì mở ra cũng coi cái đoạn gì cũng nói. Thì nó lần lần thấm nhuần vô. Thì nó dùng giữ lại, khi nào bạn thấy được cái hồn của diện trận thì là lên đến trực diện. Còn bạn còn chưa đó, thô ráp đó, tức là chưa nhuần nhuyễn đó em, rồi chưa có thấu đáo, thông suốt thì chữa bệnh chưa giỏi. Mà làm sao một tháng mà làm được vậy? Cho nên bạn phải tiếp tục nghiên cứu nữa, đọc nữa, rồi lên mạng coi những kinh nghiệm. Thầy đưa thầy mở ra thì coi cái YouTube à, phá 133 là rồi. Rồi chấp chuyện có đưa thêm 118, có 100, có cán bộ cô cũng cái chân á, cô cũng đi được, bị sửa hai chân á, cô lớn tuổi rồi, cô đi lên cái ngã này cũng chích có 3 lần, cô báo cáo á, cô đâu để sụi đi mà chống tay đi không à, cô ngồi xe lăn mà, vậy mà lợi nhà thờ thường lợi đó, một lần mấy cái số mà có cái gì có pháp này cũng vui lắm. Thì cô chữa được trên những người mà người ta đi nhà thờ nó bị bệnh gì đó, cô chữa hay lắm. Thế thì cô nói em thay đổi cuộc đời, không còn mặc cảm, mà thấy giúp đỡ được người khác mặc dù mình què quặt. Vô tội nghiệp lắm, vô từ hồi đó vô, từ khi nhờ mấy trường lớp em người mẹ nó bốc lên đấy, lên đây, chúng ta coi trên thầy đưa lên YouTube, anh coi hay. Khóa này thì có 2 người, một người phụ nữ là bà đó. Một người em trai kia cũng đi xe lăn, cũng què quặt vậy đó, cũng đến làm thì miễn phí thì giúp đỡ thì kia cho người ta đó, để người ta đổi cuộc đời, phải không có mặc cảm. Thì tôi chọn đây nó có những người vậy mà họ tin dị chẩn độ là sinh học và học thì quả nhiên là làm quá tốt. Thì như khi một người què quặt là thấy là mình tàn phế, là không giúp đỡ ai mà chữa thì mình khó cho cái người làm đấy. Thì tất nhiên là quá vui. Thì tất nhiên chắc cũng thỉnh thoảng được người ta tưởng rồi. Với lại có một vài người sửa xe Honda này kia cũng tới học. Thành ông sửa xe mới chỉ bệnh vui. Thế là coi như mọi người đều học được. Có điều cái người hành khách thì chưa thấy. Bán ghi số thì có, sửa xe đạp xe Honda thì có. Đó là những người như lại nói.